Hello, xin chào quán chị em nhé. Hôm nay thì em quay cho quán chị em xem cái cách mà em đóng hàng để gửi cho khách của quán chị em ha. Đấy. Đây là hai con, một con là 3T90. Con này trang sơ ban, hôm rồi em quay video. Thì có bạn mua cũng lâu rồi, bỏ cọc hôm nay mới lấy, tại cũng chưa cần xài. Thì bên đây là con 3T72, con này mới quay ngày qua thì cũng được ông anh mình ông bạn mình anh ủng hộ luôn đấy. Thì đây là cách mình đóng hàng để khi mình gửi đi cho cô bác chị em ở xa đấy. Thì hôm nay có thời gian, dính thời gian ra cũng quay cho quán chị em xem cách mình đóng như thế nào. Ở đây mình có bắn ốc vít xuống dưới chân, mình có kèm thêm dây kẽm. Thì mỗi một cái động cơ thì nó sẽ nằm vị trí khác nhau, tùy theo cặp te bằng, cặp te không bằng. Cặp te bằng thì mình để khác, nhưng mà cái máy nào mình đặt lên cái pallet thì mình phải gia cố cho nó thật là cứng cáp của em đó, để cho nó đi cái đường xa của em nó rung lắc thì nó không bị chày xước nha. Như ở đây nè, em có chim ở đây, ở đây mình cũng bắn ốc vít xuống đây luôn, rất là êm ha. Đây thì nhiều quá chị em cứ ngỡ là máy thì để lên xe gửi đi, không phải đơn thuần là một vấn đề đó quá chị em. Ví dụ quá chị em mà đến cửa hàng em mua mà lựa chọn thì bỏ lên xe bán tải hoặc là xe tải trở về thì đó là chuyện dễ rồi, nhưng mà ở đây em gửi bằng trung chuyển, gửi Viettel hoặc là gửi bưu điện thì nó sẽ khác. Thì mặc dù là bên bưu điện người ta cũng rất là kỹ lưỡng với mình quá chị em, nhưng mà cái khâu đóng gói là cái khâu quan trọng nhất, mình phải cho nó chắc chắn như thế nào đó cho nó êm, để khi mà hàng quá đến nơi cho cô bác chị em sử dụng á, thì nó cô bác chị em mà nhận hàng á, cô bác chị em phải hài lòng đấy. Hàng này bình thường hay không hả? Hai con này thì em nó về Bình Phước đấy. Này cái ống của nó đây, này cái ống dầu của nó, đâu ống nữa cơ, hồi quên nha, bên đó ống nữa kìa, hồi bỏ anh đây để hồi quên. Thì mỗi một cái anh em mà bán máy á, thì mỗi một cái cách đóng hàng nó khác nhau, cho nên là cái này là em quay chia sẻ cho cô bác anh chị em mà mua hàng bên em để cho an tâm. Chứ không phải là quay mà kiểu như là dạy mấy anh đóng hàng, không phải nha. Mấy anh bán hàng thì mấy anh quá dày kinh nghiệm rồi, mình không có dám múa rìu mắc hở, mình chỉ là mới đây thôi, cho nên mình cũng không có dám nói gì đến hướng dẫn hay là dạy biểu gì đó, hay dạy hướng dẫn gì đó để cách gì đó em không dám. Này là em chỉ quay để gửi đến khách hàng bên em, là em đóng hàng như vậy đó cho quán chị em an tâm khi mà mua hàng. Thì em cũng mua hàng rất là nhiều trên 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 kênh YouTube của anh em khác quá chị em. Nói chung là mình vẫn biết cái mặt hàng đó từ đâu về đó, mình vẫn biết mình mua ở đâu được luôn đó, nhưng mà mình vẫn mua bên YouTube luôn, tại vì có thể mình thấu hiểu được cái người bán hàng trên YouTube, bán trên kênh, người ta rất là mong chờ được một cuộc gọi để mua đó. Cho nên là mình rất là ủng hộ anh em, không nói riêng về mặt hàng máy móc mà mặt hàng khác cũng vậy, mình rất là ủng hộ anh em bán hàng. Thì nếu như mình có sử dụng cái gì đó thì mình vẫn hỗ trợ anh em mua tiếp anh em. Đây thì mình xả nhớt ra hết rồi các anh chị em nha, không còn nhớt nhau trong máy nha, vận chuyển đi thì nó không còn nhớt nhau trong máy đâu, mình để nằm nghiêng nằm ngửa thế này nè, nhét nhau trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
xe cộ đấy, rất là êm ha. Chút xíu nữa thì mình sẽ cho mà giấy á, giấy dày á các em, mình sẽ gàn thêm, mình sẽ băng thêm một lớp bên ngoài cho nó kín thêm, nó có da chạm nhẹ, nó không bị chì xước nha. Tại vì trong quá trình xe chạy của anh chị em thì nó có đôi khi của anh chị em ở miền Đông miền Bắc á, nó qua nhiều cái đồi núi rồi cái dốc này kia nọ các kiểu anh em, cho nên nó một khi nó nhảy tưng á, mình không có chu đáo, mình không có kỹ lưỡng là nó sẽ bị tự hào của bà con ta. Mình mua một con máy mà mình lựa cho nó đẹp để về mình bán, mà đến khi mà tới tay người sử dụng đó em, mà nó xấu đi mình không có cam tâm, thà là thà là xài 5-3 năm rồi nó xuống cấp, nó xấu xí thì mình không nói, còn mình đến tay người sử dụng là nó phải nguyên si đó, chứ không có phải là ôi bán rồi lụm lúa rồi thôi, không phải nha. Cuộc sống nó không có cho phép, riêng bản thân mình không cho phép làm vậy. Đẹp, bền, chất lượng. Ủa, gì đi chứ, hay thế gì mình đóng, mình gắn lên đây qua loa thì có thể 10 phút đi, thì mình cho nó thêm 10 phút nữa thì nó cũng có gì đâu, nó quá, nó tồn động lại công việc chút xíu, nhưng mà cái người mà khách khi nhận hàng họ vui lắm, mặc dù cái máy cảm nó không có lợi nhiều. Thực chất cái máy 3T này em bán lại 2 triệu bạc, nhưng mà cái khâu mà đóng hàng vận chuyển, rửa gáy, test máy, nhớt nhau, thứ trơn quá nha. Nhưng mà đó là cái niềm vui của tụi bên em. Bên em không riêng gì em, mà ai bán hàng cũng vậy, ai bán cũng vậy hết. Được bán cho cô bán chị em mà mua, được bán một cái máy nó chất lượng như thế này vui lắm, hạnh phúc. Thường ngày mấy đứa em cháu nó làm, mà hôm nay nó có chút việc nó xin phép nghỉ, cho nên mình làm luôn. Trước mình cũng hướng dẫn cho mấy đứa em cháu nó làm. Thì nói chung là ông bà nó thường nói quá nha, sống đâu quen đó, mình làm sao thì em út mình tính chán mình làm vậy đó. Chắc là em ghe con ơi, Khánh ơi vô ơi, thì tiếp tục thì mình sẽ bọc giấy nha. Đây thì phía ngoài mình sẽ bảo vệ một lớp giấy, ở trên này thêm một lớp giấy nữa. Rồi thì cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha, đã vào xem video này cũng như là video vừa qua, cũng như là ủng hộ mua máy bên em. Thì hy vọng quá chị em sẽ an tâm khi mà bên em đóng hàng nha. Em cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.